Mình xuống lòng sông chính thức rồi đây nha. Những thép tạo ra hình ảnh rất là đẹp. Các bạn thấy có đẹp không? Nếu đẹp thì cho Hiến Nguyên Trung một like để khích lệ. Hãy chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh. Nhớ là phải nhấn chuông subscribe để có những video thật hay, thật thú vị đến các bạn nhé. Còn mình sẽ cho các bạn xem những hình ảnh càng đẹp hơn nữa đi trong lòng sông này. Lòng sông thơ mộng. Phong cảnh hữu tình. Lòng sông quá tuyệt vời. Xin chào, mình đang đứng ở dưới sông để mà quay cho các bạn xem những cái thước video rất là chi là thú vị của dòng sông nha. Các bạn vào xem cho mình một like nha. Quay lại với lòng sông nhé. Các bạn thấy sông như thế nào? Phong cảnh rất là đẹp. Nước non. Bên kia có mấy cái núi rất là nhẹ trên đó. Sông ở dưới. Bờ sông. Phong cảnh dưới sông. Mình đang ở dưới sông luôn. Mình quay cho các bạn xem luôn. Là làm video là mình lúc nào cũng xác thực với cảnh thực tế anh em à. Hiến Nguyên Trung luôn đem tới những phim, những xuất video sống động về chất thật, chân thật 100% của nó. Cái này mà mình trượt chân là xong luôn anh em à. Mình quay cho các bạn xem cận cảnh ở dưới bờ sông luôn. Mình đã xuống dưới bờ sông luôn. Mình đang ngồi mình lội từ bên kia qua rồi. Mình đang phát hiện một bầy bướm. Mình quay cho các bạn xem nha. Các bạn có thích xem bướm không? Bướm mà ai không thích. Bướm đẹp lắm. Các bạn thấy không? Bướm rất là đẹp. Bướm đẹp không anh em? Mình tới sát nó luôn. Sát cận cảnh luôn anh em ạ. Nó mải mê quá không để ý mình nên mình mới quay cho anh em xem được. Ngày này bờ sông bờ này rất là hoang vắng nha. Bữa nước nó xiết dòng rồi mà trên thượng nguồn họ hết tưới á, trên đầu nguồn á tưới xong rồi sẽ nước về cho nên nước đã về lại. Mình thấy vậy cũng mừng, cũng làm cái video cho anh em cận cảnh dưới lòng sông luôn. Đây có một cái con gì đây, có một cái con vật đã đó các bạn thấy chưa, cái rồi nó bay rồi rời cảnh khốc kỳ xét lại cho xem. Bướm như mấy cái lá cây anh em hả, bướm sông cho anh em nha. Chia sẻ là cái mùa mà chuẩn bị bướm đổ đây á, anh em nào mà làm nông á nhớ là khi mà nó xa nó đổ nhiều á là anh em mày phải lo bơm thuốc trừ sâu, cái loại mà lưu dẫn nha, hấp thụ á, phải có nồi hấp á, để cho có thể là diệt trứng nha, chứ bướm thì sẽ gây ra hậu quả là sâu rất là nhiều anh em nha. Đấy, nó về rồi đây chiên nhau. Mình để ý có nhiều con cũng hơi già rồi anh em ạ. Vì cái dòng bướm thì nó bơm máu của nó trực tiếp lên trên các thể các cái răng của nó nha, để nó sống nha. Mà có nhiều con nó bị úa lần là nó bị tuổi già rồi đó, gần hết tuổi thọ, nó bơm lên không hết nữa, các cái gân nó xẹp xuống hết rồi. Như con kia nè, có một con đó, cái con mà đang đi nó yếu khung rồi, mình biết là nó yếu. Cái con mà mạnh khỏe là về nha, các cái gân của nó rất là nổi lên, nó to lắm, nhìn rõ lắm. Thì có cái con đó là nó nhạt nhòa rồi, cái nó tuổi thọ nó sắp hết anh em. Đấy, bướm này bị sát cái luôn, sát cái máy quay vô luôn. Đấy, nhẹ nhàng thấy chưa, bướm này đánh
luôn, đưa gần đụng nó luôn. Bắn về. Điện thấy không? Kịp không? Mình thôi thôi là cho nó về đấy. Nó phát hiện nó bay. Bắn về. Bắn về. Mình không nói với Giang nè, mình rờ gần tới nó luôn nè. Nè, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Đó. Mình đụng nó luôn đó. Ôi, dạng thế. Cái này mãi mê đến mức độ không để ý thôi. Cái mình luôn. Mình rờ ra thử coi ra nha. Nè, mình đụng nó luôn nè anh em. Thấy chưa? Thấy chưa? Cái cánh nó trong trên này đưa qua, đưa lại, đưa qua, đưa lại, đưa qua, đưa lại, lật ngủ, lật lại, lật đó, lật ngủ, bay hết, không có, mãi mê, rồi xong. Thử nó có xuống không anh em? Nhưng mình làm động cái đó mà thử có nó xuống không? Rồi, nó bay hết anh em, nó bay lên một đám nữa nè, đó, nó bay lên. Nó bay đó, nó bay nó lẹn đó. Các bạn thấy sao? Có đẹp không các bạn? Rồi, mình đã qua bên bờ rồi. Đấy, từ bên kia mình qua đây. Mình sẽ quay tất cả gì anh em, còn có khi nào mình đi khi giặt bờ sông luôn. Nguy hiểm khi giặt kiểu này là mình sẽ đem đến sự nguy hiểm cho mình. Lỡ cật chân thì xong video mà cũng xong hết những cái gì mình đã sắm cho nó hết. Mình chấp nhận đi dạt bờ sông luôn. Ừ. Như các bạn Thiếu Quang Trung sẽ làm bờ cát. Mình vẽ một bức tranh rồi mình quay cho các bạn xem thử các bạn đón ra là bức tranh gì nha. Vô cái bãi cát đây nè, bãi cát đó. Mình vẽ bức tranh xong các bạn đón thử ra bức tranh gì. Rồi, mình ngồi một tư thế để mình vẽ cái đã rồi. Mình sẽ đưa cho các bạn xem thử các bạn đó ra là tranh gì nhé. Giờ thì đã gần xong bức tranh. Biển cả mênh mông rộng lớn. Đây, mình có thể đưa cho các bạn xem rồi. Các bạn hình tượng ra bức tranh gì không các bạn? Chắc chắn là có bạn đã nhận ra bức tranh thiếu nữ. Mình chấm cho nó mặn mặn không? Đấy. Chắc chắn là đã nhìn ra. Đấy. Có ánh sáng lên nè. Nó ngoài quá. Đây, các bạn nhìn nha. Đây là thiếu nữ. Và đây một ánh trăng. Đây là cảnh núi non trùng điệp. Thì sao xa xa đây có một
cánh bướm, một chiếc thuyền trên biển cả mênh mông. Đấy, các bạn hãy hình dung ra bức tranh gì. Đây là ánh trăng vượt tà trên đỉnh núi, xa xa có cánh bướm và biển cả mênh mông, và bên trong có một thiếu nữ. Các sông nó không có nét anh em này, mà các biển đó, nếu mà các biển là mình vẽ nét là nó sẽ ra rất là chuẩn, nhưng các sông thì không bao giờ chuẩn được, tạm thời thôi chuẩn được. Tóc mai của nàng ấy, đấy, đây chắc chắn là các bạn sẽ nhìn vô là đôi môi rồi, hình tượng. Đây một cái cằm, đây là bờ vai. Rồi, các bạn hình tượng theo mình về bức tranh này, ánh trăng được tạo trên đỉnh núi, sao lại thấy xa xa có cánh bướm, biển cả mênh mông. Cho mình sẽ họa tiết về bức tranh này. Đây là một thiếu nữ, xa xa có cánh bướm kia, chắc chắn là người phụ nữ này đang chờ chồng đi biển. Người phụ nữ ngắm trăng nhiệt tà, mặt trăng khi mới nhô lên đỉnh núi. Chúng ta lấy cái dòng sông, nước chảy xuống là hướng đông, nước trên chảy trên đầu sông gọi là hướng nam. Đông nam là gì? Đông nam, nam, nam là trên, nước chảy về là đông. Thì mặt trời, mặt trăng đang mọc từ hướng đông lên, thì chúng ta cho giả thiết là chỉ là mới mọc, mặt trăng này chỉ mới mọc. Nếu mặt trăng ở phía sau đây thì là đã khuya, nhưng đây là cảnh mới sớm khi màn trời vừa, màn đêm vừa phủ xuống, ánh trăng hiện lên, đám mây rất là nhỏ, che nhỏ nhỏ thôi, vì có nửa ánh trăng rất là nhỏ bé, ánh trăng chỉ có là vòng trăng khuyết. Đây trên đỉnh núi xa xa có cánh bướm, mình sẽ nói rằng đây là một người phụ nữ, chồng là đi biển. Khi màn đêm buông xuống, người phụ nữ này nhớ người chồng ngồi biển khơi chưa về. Nếu như không có xe có cái bươm này, chiếc thuyền bươm này, thì chúng ta không phải là giả thiết là người phụ nữ nhớ chồng đi biển. Mà nếu chỉ như vậy thì là bức tranh Hồng Loan Họa Thủy thì chỉ là tranh sơn thủy và không có cái cảnh chờ chồng. Mà trong khi có cái cánh bướm này thì chúng ta giả thiết rằng người phụ nữ này đang chờ chồng đi biển xa, đang về. Đây là núi non, trùng điệp trên cao, biển cả phía dưới, ánh trăng nằm trên đỉnh núi, người phụ nữ đang chờ chồng. Tất cả đều có những sự chờ mong, và người phụ nữ nhiệt biển đang chờ chồng ở nơi biển khơi chưa về. Nó không nét như biển được. Rồi, bức tranh sơn thủy, thiếu nữ chờ chồng làm biển xa xôi chưa về. Thường chờ mong, nhớ mong đã thổ lộ trên gương mặt, đôi mắt xa xăm, đôi mắt rất là xa xăm nha. Anh em nhìn kỹ vô đôi mắt này, dù là trong bức ảnh, dù là trong ảnh, nhưng đôi mắt rất xa xăm, nhìn về ảnh rất là xa xăm, ngồi biển khơi. Đó là toàn cảnh một bức vẽ là như thế này. Đấy, mình đưa lên, thiếu nữ, trăng, núi non, biển cả mênh mông. Giờ thì mình đưa xa lên về các anh em thấy rõ hình thiếu nữ đúng không? Đấy, thiếu trung cũng không đến nổi. Đến bây giờ thì cái tay nó cứng rồi nha. Thời còn đi học thì cũng nằm trong một trong những người vẽ để mà giành điểm rất là cao, và
để cho mọi người yêu thích thì cũng có được những phần quà xứng đáng. Và hôm nay thì tuổi tác và thời gian nó đã làm đôi tay cứng các không còn vẻ hoàn thiện như thời trẻ được, nhưng cũng ra được một bức ảnh thiếu nữ chờ chồng mới sẽ xong, một khung cảnh rất chi là nhìn đôi mắt các bạn nhìn vẽ tranh là thổ hồn và bức tranh, quan trọng là chúng ta làm như thế nào, chúng ta làm như thế nào để mà chúng ta thổi hồn được vô trong cái bức tranh nha. Các bạn nhìn vô cái bức tranh, các bạn thấy không, các bạn thấy cái cảnh người phụ nữ rất là đôi mắt rất xa xăm nha, đôi mắt xa xăm chờ chồng, một cái khoảng rất là nhỏ nhưng chúng ta làm được cái từ sâu thẳm ở đôi mắt. Thôi chúng ta không xàm xàm nữa về cái cảnh bức ảnh này, thì các bạn nào vào xem thấy Hiếu Nguyễn Trung còn đôi tay còn sử dụng được và còn vẽ được thì cho mà Hiếu Nguyễn Trung một like và chia sẻ video cùng với mọi người. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tiếp trên lòng sông, tạt vô thấy bãi cát có vẽ một bức tranh. Thôi tạm để bức tranh đây cho bà mòn theo ngày giờ và tháng là đi trở lại xuống dòng sông và tiếp tục. Và các bạn đi nhé, đi với mình tiếp. Rồi mở các bạn ơi, lội nước nữa rồi. Đây là tre rừng nha các bạn nha, mùa này tre rừng chưa có măng đâu, khi nào xa mưa bắt đầu tre mới cho măng. Và cũng thỉnh thoảng mình cũng đi kiếm ít mục về ăn, tre rừng ăn rất là ngon anh em à. Mình có nghe cái con gì rẹt ở đây, sao không có con vật kỳ thú nào ở lòng dùm bờ sông mà mình quay cho các bạn á. Con gì nó chạy rẹt rẹt đây, các bạn thấy sao? Bây giờ đây là một cái vịnh nha, cái vịnh nó đứng, vịnh đây nước nó đứng, bữa là nước nó còn có cái lỗ vịnh thôi, chứ còn rộng ra đó. Bây giờ ấy mình lội xong nè, ví dụ chỗ đây sâu các bạn, coi cái lọt ổn xuống mình, ôi dồi